Xin chào các bạn, hôm nay lại là ngày 22. Lily xin giới thiệu với các bạn khu vườn nhà Lily nha. Đợt này mới làm thêm mấy cái chậu thòng xuống. Chậu này không biết kêu tên nữa các bạn, vậy chắc là kêu là chậu sẻ chữ V đi nha. Lily có quay video, sẽ đăng video trồng mấy em này. Lần đầu tiên trồng cho nên cũng không có kinh nghiệm lắm. Nhìn rất là dễ thương. Chỗ này đa số là local không, sen phổ thông. Chỗ mà Lily Collection đây là một số chậu Lily có bán nha các bạn, có bán một số chậu thôi, không có nhiều, ít thôi. Bây giờ thì đi ngắm khu vườn của Lily nha các bạn. Đợt này á, yêu nhâm phát triển lên màu rất là đẹp luôn, giống như cây này Black King Kong lúc trước nó không có đẹp, bây giờ quá xa đẹp luôn, lên màu lại. Cây này chưa lên màu nhiều cho nên các bạn thấy giống không có variegation luôn. Cây này đang lên màu. Theo như có những cây nó ngủ, nó không có đẹp, có những cây ngủ thì nó đẹp các bạn. Kilimanjaro quá sắc to luôn. Cây này màu xuất sắc luôn các bạn. Đây là cái khu bán của Lily. Màu tuyệt vời luôn các bạn. Cây này Lily cắt xong ra con quá chừng luôn. Đây, con nhỏ nhỏ. Đây là một số cây 10 đồng một hết đây các bạn. 10 đồng. Cái này là nó có một hết thôi nha. Giới thiệu với các bạn sơ sơ khu mình bán luôn nha. Hôm nay mình sẽ đi quay collection cho các bạn coi. Đây là cái khu mà Lily bán. Các bạn có thể coi trên website
hoặc là nhắn tin cho Lily 4088835495 nha. Còn hôm nay chủ yếu là quay với các bạn khu vườn và collection. Cho nên lúc này Lily có rất nhiều ebony. Ebony. Cái này không biết làm sao bỏ ra nắng một cái. Lily lấy về bỏ ra nắng cái cháy mất tiêu luôn. Tội nghiệp bao công. Cái này là cái đầu, cái này là cái gốc. Cắt ra vừa hai màu khác nhau.
nói khó tin luôn các bạn. Princess, yêu như princess. Thêm một em nữa, con mẹ đẻ ra em này, Lily tách ra đó, có nghĩa là bé này chuyên gia đẻ ra con Chris, nó rất sao đã, nhìn rất là đẹp luôn. Tippy để con quá chừng luôn. Tippy, so many baby. Monroe.
Cây này của Lily cứ đến mùa lạnh lạnh là nó lên giống như có va các bạn. Nhưng mà cây này là sen phổ thông thôi. Sen như có va vậy đó. Nhưng mà qua mùa xuân mùa hè nó mất va các bạn. Bé này không biết tương lai có thành một bé crest bự nữa. Lâu lâu mấy cái lá trên này nó khô. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của Lily nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Bye.